Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lãng hoa chúc mừng. Trong cuộc chiến trường kỳ của dân tộc chống lại ách đô hộ thực dân, Công an Hà Nội là lực lượng nòng cốt đảm bảo an toàn cho các cơ quan đầu não của chính quyền, đoàn thể và nhân dân tản cư, bảo vệ vận chuyển tài liệu, kho tàng tài sản của nhà nước chuyển ra căn cứ địa kháng chiến. Trong đó nổi bật là phá vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân của thực dân Pháp và các thế lực phản động. Những hy sinh anh dũng của Công an thủ đô đã góp phần làm nên ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, các thế hệ chiến sĩ Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vẻ vang, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc Công an Hà Nội vì bình yên thủ đô, vì nhân dân phục vụ.